Kinh Pháp Cú. Dịch giả: Hòa thượng Thích Minh Châu. Pháp Cú câu 1. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo. Nếu với ý ô nhiễm, nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau, như xe chân vật kéo. Chúng ta biết rằng có ba hành động tạo ra nghiệp khổ hoặc lạc. Đó là hành động của thân làm, hành động của miệng nói, hành động của tâm ý suy nghĩ. Trong ba hành động này thì tâm ý quan trọng nhất. Ý dẫn đầu, ý làm chủ và ý tạo tác. Khi tâm ý bị ô nhiễm thì ta sẽ có hành động và lời nói bất thiện. Và quả báo là chúng ta sẽ bị khổ não, giống như bánh xe lăn theo chân con vật kéo. Kệ Pháp Cú này được Đức Phật thuyết tại thành Xá Vệ, nói về trưởng lão Mahapala bị mù. Thuở ấy, trong thành Savatthi, Xá Vệ, có ông trưởng giả sanh hai người con, đặt tên người em là Kunlapala, tiểu hộ, người anh Mahapala, đại hộ. Mahapala sau khi lớn lên, được nghe Đức Phật thuyết pháp bèn nghĩ: khi mình lìa đời đi sang thế giới bên kia, thì con trai con gái đều chẳng theo mình, nhà cửa ruộng vườn cũng đều bỏ lại, thậm chí xác thân cũng không còn làm bạn đồng hành. Nào có ích chi mà ta mãi miết đeo gánh nặng gia đình? Ta phải xuất gia mới được. Nghĩ là làm, ông bèn về nhà nói với người em Kunlapala: em à, tất cả tài sản gồm có tôi tớ và súc vật, động sản và bất động sản trong nhà này, anh giao hết cho em trọn quyền làm chủ. Người em ngăn cản anh mình: anh là một bậc phú gia, của tiền thừa thải, anh cứ ở nhà mà làm việc phước đức cũng được, hà tất anh phải xuất gia như vậy? Nhưng người anh nhất quyết xuất gia theo Phật. Em ơi, anh vừa được nghe chánh pháp của Đức Tôn Sư. Ngài đã thuyết một thời pháp tuyệt diệu, cả đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối. Giải thích rõ ràng, ngũ uẩn là vô thường, khổ, vô ngã, khiến cho anh nghe ngán ngẩm sự đời. Không thể tiếp tục ở nhà mà mong kiện toàn đạo hạnh cao siêu, cho nên anh phải xuất gia. Thế rồi bỏ mặc người em kêu gào than khóc, trưởng giả Mahapala dứt tình ra đi, đến chỗ Đức Bổn Sư đang ngự và xin xuất gia và thọ cụ túc giới. Tỳ kheo Mahapala xin Đức Phật một đề mục thiền, rồi từ giả đi đến một làng khác để hành thiền minh sát Vipassana. Tỳ kheo Mahapala tinh tấn hành thiền đến bỏ ngủ, dẫn đến mắt bị xốn sang. Qua tháng thứ hai, Ngài bị đau mắt thật sự. Từ hai khóe mắt, nước mắt cứ chảy xuống ròng ròng như hai vòi nước tuôn ra từ một cái lu nước lũng. Tuy vậy, Ngài vẫn tiếp tục hành thiền minh sát cả đêm thâu, mãi đến lúc mặt trời sắp rạng mới nghỉ ngơi. Một vị thầy thuốc đã gửi cho Đại Đức Mahapala thuốc nhỏ mắt để trị bệnh. Nhưng do tinh tấn ngồi hành thiền, nên Ngài không nằm xuống nhỏ mắt, mà ngồi nhỏ thuốc, dẫn đến thuốc chảy hết xuống mặt, không hiệu quả. Dù vị thầy thuốc hết sức khuyên phải nằm để nhỏ thuốc cho có hiệu quả, nhưng Đại Đức Mahapala nhất quyết không chịu nằm.
Trong một đêm tinh tấn hành thiền, hai mắt của Ngài đã vĩnh biệt ánh sáng, nhưng đồng thời tâm của Ngài cũng đoạn diệt tất cả phiền não. Ngài đã chứng đắc quả vị A-la-hán. Một số vị tỳ kheo biết chuyện, bèn thưa hỏi Đức Phật. Bạch Ngài, Đại Đức Mahapala có đầy đủ căn lành để đắc quả A-la-hán như thế, tại sao còn phải chịu mù? Đức Phật đáp, này các tỳ kheo, đó là tiền nghiệp bất thiện của ông ta vậy. Bạch Ngài, chẳng hay Đại Đức đã tạo nghiệp gì? Đức Phật, này các tỳ kheo, các ông hãy lắng nghe đây. Thời quá khứ, dưới triều của quốc vương Varanasi, Pala Nại đang trị vì tại thành Varanasi, có một ông y sĩ du phương trải đi khắp nơi trong xứ, từ thành thị đến thôn quê để hành nghề nuôi mạng. Khi gặp một phụ nữ đau mắt, ông ta hỏi, bà chị có bệnh phải không? Dạ, mắt tôi đau không thấy đường. Đâu đưa tôi xem thử. Dạ đây, thầy coi liệu chữa trị được không? Nếu tôi trị hết bệnh, bà chị trả công thuốc cho tôi bao nhiêu? Dạ, nếu thầy làm sao cho mắt tôi sáng lại như thường, tôi tình nguyện đưa cả con gái đến làm tôi mọi cho thầy suốt đời. Được lắm. Nói rồi, y sĩ lo chế thuốc nhỏ mắt trao cho phụ nữ ấy. Chỉ nhỏ có một lần thuốc, mắt bà ta đã thấy rõ lại như thường. Nhưng bà ta suy tính ngấm ngầm, mình trót hứa đem gả con gái đến làm tôi đòi cho ông thầy thuốc, nhưng e rồi đây thế nào ông ta cũng nặng nhẹ, khó dễ, hành hạ mẹ con mình. Chi bằng kiếm lời tráo trở, dối gạt ông ta là hơn. Vì thế, lúc y sĩ đến nhà hỏi thăm bệnh tình, mắt bà chị hôm nay ra sao? Phụ nữ ấy đáp, lúc trước chỉ hơi đau sơ sơ chút ít thôi, còn bây giờ thì nhức nhối quá chừng quá đỗi. Vị y sĩ nghĩ thầm, mụ này muốn gạt ta để quỵt số tiền công thuốc của ta đây. Ta chẳng cần đòi số tiền thù lao của mụ, nhưng ta sẽ làm cho hai mắt của mụ mù luôn cho hết nói dối. Ông y sĩ về nhà, có thuật lại câu chuyện trên đây cho vợ nghe. Nhưng vợ ông ta làm thinh, không phát biểu ý kiến gì cả. Ông bèn chế ra một thứ thuốc có sức công phạt rất mạnh. Đi ngay đến nhà phụ nữ nói dối, dục thúc rằng, bà chị hãy nhỏ thứ thuốc này liền bây giờ đi. Nhỏ thuốc vừa xong, hai con mắt của phụ nữ tắt liệm ánh sáng, y như ngọn đèn hết dầu. Ông thầy thuốc có giả tâm ấy là tỳ kheo Mahapala hiện nay vậy. Này các tỳ kheo, nghiệp ác chưa trả quả vẫn đeo đuổi con của Như Lai mãi cho đến hết kiếp này. Vì nghiệp ác luôn luôn theo đuổi theo kẻ làm ác, y như bánh xe theo sát gót chân con bò kéo xe vậy. Sau khi kể câu chuyện, Đức Phật chỉ rõ mối tương quan chặt chẽ giữa nhân và quả và đọc bài kệ. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu với ý ô nhiễm, nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau, như xe chân vật kéo. Qua câu chuyện này, ta thấy rằng do tỳ kheo Mahapala tạo ra một ác nghiệp ở tiền kiếp. Trong một kiếp sống làm thầy thuốc, thay vì chữa lành mắt cho người bệnh, ông đã làm mù mắt của họ. Và trong kiếp hiện tại, ông đã phải trả quả báo là tự mình bị mù mắt. Dù tỳ kheo Mahapala đắc được quả thánh cao nhất là A-la-hán, nhưng vẫn phải trả ác nghiệp của mình. Như vậy,
nhân quả không chừa một ai, kể cả các bậc thánh nhân. Câu pháp cú trên còn được Hòa Thượng Thích Giác Toàn thi hóa như sau. Xưa nay các pháp trong đời, tâm làm chủ, tâm gọi mời mà nên. Ngày ngày ác hạnh triền miên, nói năng hành động, dính liền nhiễm ô. Như bánh xe theo chân bò, nghiệp khổ cũng thế, hẹn hò cùng tâm.